xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, mùa lạnh được xem là mùa tồi tệ nhất đối với bệnh nhân xương khớp, bởi đây là thời điểm mà họ phải đối mặt với cả cơn đau nhức, tê cứng chân tay, rất khổ sở trong sinh hoạt cũng như trong lao động. Ở Thừa Thiên Huế, mùa đông thường có thời tiết không ổn định, nhiệt độ thay đổi liên tục. Điều này càng khiến vấn đề về xương khớp trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, rất đáng lo ngại. Giải pháp nào cho bệnh xương khớp mùa lạnh là chủ đề hôm nay của chúng tôi. Và trước tiên, xin mời quý vị cùng đến với một phóng sự ngắn sau đây. Đây là nơi hay nhức xương, hay đau lưng. Năm gần đây thì có nha, bị xương khớp, bị nên mấy ngón tay cầm cái gì nó lục thẳng không ôm chặt được. Mùa lạnh thì khi nào hàng xương khớp hàng đau tay chứ đâu có phá. Đau từ chứng, sưng đỏ ở dưới mắt cả chứng. Đau đỏ sống một cái rồi một cái luôn, có thể lăn chạy lăn lên không được. Đó không chỉ là cảm giác của những bệnh nhân xương khớp mà còn của những người chưa phát hiện bệnh, càng cho thấy thời tiết lạnh ảnh hưởng đến vấn đề xương khớp như thế nào. Theo một nghiên cứu trên những người bị viêm khớp mãn tính, có đến 67,9% trường hợp cho biết khi có sự thay đổi thời tiết thì sẽ khiến các cơn đau nhức tăng lên, chủ yếu là cảm giác đau nhức ở các khớp, đầu xương dài, thậm chí là tê cứng các chi, ảnh hưởng đến chức năng vận động của người bệnh. Tình trạng này thường nghiêm trọng hơn vào ban đêm hoặc sáng sớm, do lúc này thời tiết lạnh nhất. Nhất là buổi sáng thì hơi tê và tối. Bữa sáng là quá như mấy ngón tay là cứng, quá như là anh nằm bao mà không chặt. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người mắc bệnh về cơ xương khớp cao. Theo thống kê, có đến hơn 90% người cao tuổi ở Việt Nam bị mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, phổ biến là bệnh thoái hóa khớp và bệnh viêm khớp dạng thấp. Ban đầu, cơn đau có thể chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng càng về sau, bệnh diễn tiến nặng hơn. Nó sưng có lúc nó đau nặng, nó sưng đỏ, không điều trị, không đi được. Một năm học 3-4 lần như thế thì tiêm nó khỏi đi lại được. Thì bây giờ nó cũng vẫn gặp lại, như vậy giờ công nghệ mới uống thuốc đó, thì không tiêm nữa. Rất nhiều người nghĩ rằng bệnh đau nhức xương khớp vào mùa lạnh không gây tử vong bất ngờ nên không nguy hiểm. Tuy nhiên, cả cơn đau nhức âm thầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần, chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách, tình trạng còn có thể dẫn đến một số biến chứng nguy hiểm, gây tổn kém và mất rất nhiều thời gian để chữa trị. Quý vị thân mến, bệnh đau nhức xương khớp vào mùa lạnh không những ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mà còn gây ra những biến chứng nguy hiểm không mong muốn. Vì sao lại đau nhức xương khớp vào mùa lạnh? Có thể khắc phục và phòng ngừa tình trạng này hay không? Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần trò chuyện của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thanh Vân, là Phó Chủ tịch Hội Thấp Khớp Học tỉnh Thừa Thiên Huế, trưởng đơn vị thăm dò chức năng, Phó trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hoàng Thanh Vân đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, nhóm bệnh xương khớp thì sẽ có những loại bệnh gì và tại sao vào mùa lạnh thì cả vấn đề xương khớp lại trở nên nghiêm trọng như vậy ạ? Về việc phân loại bệnh lý cơ xương khớp á, sẽ có nhiều cách phân loại khác nhau để cho quý khán giả có thể tiếp cận được một cách dễ dàng á, thì tôi xin được chia sẻ bằng theo nguyên nhân có thể chia ra 4 nhóm lớn. Nhóm đầu tiên là do thoái hóa mà chúng ta hay gặp là bệnh lý thoái hóa khớp với cái tỷ lệ mắc rất là cao trong dân chúng. Nhóm thứ hai là bệnh lý viêm từ miệng, đứng hàng đầu trong cái nhóm này thì chúng ta có thể gặp như là bệnh lý viêm khớp dạng thấp, gặp ở nhóm người nữ lớn tuổi hoặc là bệnh nhân bị lupus ban đỏ hệ thống cũng nữ luôn nhưng mà lại là nữ trẻ tuổi. Đó là hai cái bệnh lý hay gặp trong một nhóm bệnh lý viêm khớp hệ thống. Nhóm thứ ba có thể gặp đến như là bệnh do lắng đọng tinh thể mà chúng ta có thể nhắc đến như là bệnh gút. Cứ nhắc đến bệnh gút thì chúng ta sẽ nhắc tới nam giới nhưng mà vẫn có thể một cái tỷ lệ nhỏ là bệnh nhân nữ giới mắc bệnh gút. Và nhóm cuối cùng đó là viêm khớp do nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn này nó có thể là nguyên phát nhưng mà nó có thể thường thường á, là nó sẽ tự phát sau các cái bệnh lý trên bản thân các bệnh nhân mà mắc các cái bệnh lý khớp đã sẵn có. Người ta thống kê rằng là cái thời tiết lạnh và ẩm, cái nhiệt độ ẩm cao thì nó sẽ làm điều kiện thuận lợi. Vì sao lại như vậy? Ở chỗ đó là cái thân nhiệt chúng ta, mặc dù là chúng ta là đáng nhiệt nhưng mà thân nhiệt chúng ta mỗi vị trí khác nhau thì có cái sự thay đổi khác nhau và nhiệt độ nó sẽ là thấp nhất ở những cái vị trí xa như là đầu ngón tay, đầu ngón chân,
thì cái thân nhiệt nó sẽ thấp nhất. Như vậy vì vào mùa lạnh á, thì cái mạch máu nuôi dưỡng ở tại các cái đầu chi nó sẽ kém đi, do đó là bệnh cái triệu chứng tại chỗ nó sẽ tăng lên, kèm theo đó thì quá trình viêm nó cũng tăng lên, cho nên là bệnh nhân sẽ cảm thấy đau nhiều hơn so với khi mà khí hậu nó ấm và nó tốt hơn. Những cơn đau nhức kéo dài như vậy thì sẽ gây ra các biến chứng xương khớp như thế nào, và lúc nào thì chúng ta cần can thiệp điều trị thưa bác sĩ? Chúng ta có thể chia ra làm hai loại, chẳng hạn đó là những cái biến chứng mà nó có thể hồi phục được và những biến chứng mà nó không hồi phục được. Và cũng rất là khó để trả lời thì mình xin hú trụ tại cả cái biến chứng ở tại khớp thôi. Cơ thể chúng ta nó sẽ có nhiều cơ quan cho nên nó sẽ ảnh hưởng nhiều cơ quan khác nhau, chứ chúng ta không thể nào tách bạch rằng là khớp là chúng ta chỉ đi theo khớp thôi, và chúng ta không loại trừ đi hệ tim mạch, hệ hô hấp chẳng hạn, như vậy thì sẽ rất là khó. Nếu mà tại khớp thì bệnh nhân sẽ có các cái biến chứng có thể hồi phục được nếu bệnh nhân được chẩn đoán sớm, như là khi mà nó chỉ ảnh hưởng tới mô mềm thôi, tức là cái màng hoặc dịch hoặc là phần cơ, nhưng mà giai đoạn sớm. Nhưng mà khi mà bệnh nhân đã xuất hiện ở giai đoạn muộn rồi thì nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới cái phần sụn, phần xương, thì đó là những cái biến chứng không hồi phục, như là biến chứng dính khớp, cứng khớp, và thậm chí có một vài bệnh nhân người ta phải can thiệp bằng ngoại khoa tối thiểu hoặc là hoàn toàn. Ví dụ bạn có thể thấy rằng là bệnh nhân phải thay khớp chẳng hạn, đó là những cái hậu quả do quá trình chúng ta điều trị và can thiệp muộn. Vâng, có thể nói rằng sẽ có rất nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu như chúng ta không can thiệp và điều trị kịp thời. Tiếp tục chương trình thì xin mời bác sĩ Thanh Vân cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ sau đây của những người dân để xem bước đầu họ đã có những giải pháp nào cho bệnh xương khớp trong mùa này. Mùa này mà nếu như không đi thì coi như là đau hết, nằm hết. Bác sĩ khuyên là cho đi bộ, vì chạy bộ nhiều nằm đợi, nằm đi thấy nằm đợi không? Sáng dậy là khoáng ra khoáng bụng xuống dương đá, nằm trên dương đá tập luyện xong rồi đầu khi nữa mới xuống đó, xuống bỏ chân xuống đất, đất cái ra đầm tập trong nhà đã khi nữa mới mở cửa. Trước tiên là ăn uống phải kiêng cử, và thứ hai nữa thì kiêng cử thời gian thì thỉnh thoảng thì có đau mà đau nhẹ hơn. Mình xoa bóp rồi là mình nằm đêm ngày nắng, nằm nắng quá không có thế, nên là cuối cùng là mình cũng tập thể dục xoa tay xoa chân để thôi. Vâng thưa bác sĩ, những chia sẻ của người dân trong đoạn phỏng vấn vừa rồi thì đã đầy đủ hay chưa? Và theo bác sĩ thì đâu sẽ là giải pháp để chúng ta có thể giảm bớt tình trạng đau nhức xương khớp trong mùa lạnh như hiện nay? Mình nghĩ cái giải pháp tối ưu đó là dự phòng, và dự phòng này nó bắt nguồn từ cái việc chúng ta sẽ đi khám sớm như mình nói lúc nãy. Thì người ta thống kê rằng là đã có một số các yếu tố nó can thiệp vào cái việc là nó nặng lên cái quá trình bệnh. Ví dụ như lúc nãy là Thảo có nhắc tới chuyện là cái khí hậu lạnh đúng không? Khí hậu lạnh ẩm thì nó sẽ làm tăng lên cái quá trình đau của bệnh nhân, tăng quá trình viêm. Như vậy thì bản thân chúng ta sẽ giữ ấm. Thứ hai đó là người ta nhận thấy rằng là những cái người mà mập á, hoặc là cái thể trọng họ lớn á, thì cái nguy cơ cao nó mắc bệnh khớp, và khi mà mắc bệnh khớp rồi thì những người mập á, thì tỷ lệ mà nó đỡ đau và nó giảm đau thì nó sẽ kém hơn so với những người mà có thể trọng thấp, cho nên là chúng ta sẽ điều chỉnh cái cân nặng chúng ta rất là tốt. Ý tiếp theo nữa thì phần lớn người châu Á chúng ta thì phụ nữ thì hít khí hút thuốc lá, mà chủ yếu là nam giới, còn ở nước ngoài thì hơi ngược lại một tí. Nhưng mà những người mà hút thuốc lá thì nó sẽ làm ra khởi phát thì bệnh nó nặng hơn. Một yếu tố nữa đó là liên quan tới cái vệ sinh răng miệng. Những cái nhiễm khuẩn mà ở răng á, tức là nó rất là tiềm tàng, mình không có điều trị được triệt để trước đó thì nó sẽ là hậu quả rằng là nó sẽ gây ra các phản ứng miễn dịch sau đó, và bệnh nhân cũng có thể khởi phát các cái bệnh lý nhiễm khuẩn, bệnh lý khớp mang tính sau khi các cái nhiễm khuẩn răng miệng. Những cái giai đoạn đầu á, khi mà người ta mới đau á, thì người ta lại sẽ tự đi mua thuốc uống, hoặc là người ta sẽ tự điều trị bằng các cái phương pháp. Mình không muốn bàn cãi đấy là nó đúng hay là nó sai, nhưng mà người ta sẽ ít khi mà đến khám trong những giai đoạn sớm, thì những cái biến chứng và những cái di chứng tại khớp thì nhỏ chỉ xuất hiện trong giai đoạn muộn thôi, và vô hình chung thì bệnh nhân lại làm lỡ đi cái cơ hội được điều trị sớm. Như vậy thì bác sĩ sẽ làm như thế nào trong cái trường hợp đó? Thì thế này thì vai trò của người thầy thuốc nó không thể được nào độc lập được, mà phải có cái sự dung hòa cả hai bên. Bản thân bệnh nhân sẽ có cái sự rằng là chúng ta sẽ nên đi khám sớm để chúng ta khám và phát hiện sớm, sau đó chúng ta sẽ cần cái sự tư vấn sớm, sau đó chúng ta sẽ nên làm như thế nào. Còn nếu mà bác sĩ mà tiếp cận bệnh nhân trong giai đoạn muộn rồi ấy, thì cũng sẽ rất là khó cho bác sĩ. Và có những cái trường hợp mà mình tư vấn thì mình sẽ nói rằng bệnh nhân này giai đoạn muộn như thế này rồi phải thay khớp, thì đó là một cái điều mà bệnh nhân không mong muốn. Còn những bệnh nhân mà điều trị được rồi
thì có một cái điều xảy ra, đây là mình cũng chia sẻ một cách thực tế, đó là cần sự hợp tác rằng bệnh nhân phải điều trị liên tục theo cái tiến trình mà bác sĩ đã đi ra. Có những bệnh nhân là bệnh khớp mà đã khỏi đau trong giai đoạn đó rồi thì bệnh nhân lại không có tiếp tục nữa liệu trình nữa, và chúng ta sẽ bệnh nhân sẽ ngừng, và sau đó lại một vài năm sau, một vài tháng sau bệnh nhân lại vào lại với mình. Như vậy thì người ta mới giảm triệu chứng về đau thôi và triệu chứng viêm tại chỗ, còn cái triệu chứng bệnh nền bên dưới thì người ta vẫn chưa đỡ. Như vậy thì mình nghĩ rằng là có cần sự hợp tác của cả hai bên. Trên thực tế thì có một hiện tượng, đó là nhiều người sợ đau nhức xương khớp nên họ hạn chế vận động, nhưng cũng có nhiều người họ suy nghĩ rằng phải vận động liên tục và vận động mạnh thì có thể làm giảm đau. Vậy thì chia sẻ của bác sĩ về vấn đề này như thế nào? Vận động là một quá trình điều trị, nó là kết hợp. Vì khi mà chúng ta nhắc tới điều trị về bệnh lý cơ xương khớp thì chúng ta không thể nào tách rời điều trị nội khoa, tức là dùng thuốc, điều trị bằng phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, và điều trị bằng ngoại khoa, đó là cái tổng hòa. Thậm chí rằng là đối với cái người châu Á của chúng ta thì đa phần người dân sẽ rất là quan trọng điều trị về y học cổ truyền nữa. Đó, chúng ta không thể nào mà tách bạch bốn cái vấn đề đó ra với nhau được. Vậy thì đối với thể dục hay là vận động, đó là một cái quá trình của vật lý trị liệu hay là phục hồi chức năng. Tuy nhiên chúng ta nên áp dụng như thế nào cho nó hợp lý. Ví dụ bệnh nhân đang đau gối rất là nhiều và người ta sẽ cứ là cố gắng để đi bộ, nhưng mà vô hình chung thì cái áp lực nó sẽ dồn nén lên hai khớp gối. Như vậy thì cái việc đi bộ đó là một cái phương pháp không hợp lý, mà thay vì đó thì chúng ta sẽ vận động những cái phần mà những cái động tác mà nó sẽ không có tạo áp lực lên khớp gối, ví dụ như là đạp xe đạp, ví dụ như là bơi lội, hoặc là chúng ta sẽ làm các cái động tác bằng tư thế nằm, như là đạp xe đạp bằng tư thế nằm, hoặc là vận động bằng cái phần trên của cơ thể, tức là từ vùng bụng trở lên. Hoặc là ngược lại, một cái bệnh nhân là đau vùng cột sống thắt lưng nhưng mà phải thường xuyên bưng cả cái làm cái nghề nghiệp là bưng vật nặng chẳng hạn, đó là chúng ta sẽ chia nhỏ cái trọng lượng mà chúng ta phải bưng ra. Ví dụ như hàng ngày chúng ta sẽ bưng một lần như vậy là 10 kg chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta chia nhỏ ra là 5 kg, 3 kg, nhưng mà chúng ta sẽ bưng làm nhiều lần lên. Như vậy thì cái áp lực mà chúng ta đè nén lên cái cuộc sống nó sẽ ít hơn. Hoặc là khi mà chúng ta cúi xuống á, thì thường thường là chúng ta hay có thói quen là gập luôn cái phần cuộc sống của mình xuống, đúng không? Nhưng mà tư thế đúng đó là chúng ta phải giữ cái cuộc sống luôn luôn tư thế thẳng. Chúng ta sẽ khuỵu gối xuống nhưng mà giữ cái cuộc sống luôn thẳng. Như vậy thì cuộc sống nó sẽ không bị lịch một cách đột ngột. Như vậy thì chúng ta sẽ làm giảm đi cái triệu chứng xuất hiện ngay tại vùng cuộc sống. Như vậy thì mỗi bệnh nhân nó sẽ có một cái những cái bài vận động khác nhau, và các bạn có thể một là các bạn có thể đến khám và tư vấn, thì bác sĩ về phục hồi chức năng vật lý trị liệu người ta cũng sẽ khám và tư vấn để tư vấn cho mình xem, tức là mình nên làm những cái động tác nào nó sẽ phù hợp với mình. Nhưng mà có những ngược lại, có những bệnh nhân người ta vẫn có đủ trình độ để người ta tự làm, người ta có thể tìm hiểu những cái bài tập, và bài tập đó nó sẽ phù hợp đối với bệnh lý của họ. Thưa bác sĩ, hiện tại trên thị trường thì có rất nhiều loại thuốc hỗ trợ điều trị về xương khớp. Vậy thì bác sĩ có những lời khuyên nào cho người dân khi sử dụng các loại thuốc này, và đặc biệt là thuốc giảm đau dùng cho bệnh nhân xương khớp ạ? Những bệnh nhân của mình thì vào viện thì thường thường là người ta sẽ dùng thuốc giảm đau quá liều, và người ta có những cái hậu quả do việc dùng giảm đau quá liều, như là dùng corticoid chẳng hạn, nó sẽ ảnh hưởng lên hệ xương khớp, nó ảnh hưởng lên hệ nội tiết, ảnh hưởng lên tim mạch. Thì đa phần những bệnh nhân mà lớn tuổi của mình thì nó không phải là bệnh lý cơ xương khớp đơn thuần đâu, mà nó sẽ đi kèm cả bệnh lý tim mạch, bệnh lý thận. Và những cái thuốc giảm đau mà chúng ta dùng không rõ, không đúng liều thì nó sẽ có cái hậu quả rằng là nó có thể gây ra các cái biến chứng như là đau ngực này, thậm chí là nhồi máu cơ tim, hoặc là gây ra suy thận cấp, suy thận mạng, hoặc là các cái biến chứng ở thể nội tiết như mình nói lúc này. Và nếu mà mình không có điều chỉnh được liều thì nó sẽ gây ra độc đến các cái cơ quan khác hơn là cái tác dụng mà tích cực mà chúng ta đang mong muốn là cái viên giảm đau nó mang lại. Mình có thể chia sẻ một cái tình huống mà thực tế mình gặp như thế này, đó là bệnh nhân thì ở nhà đau khớp, và ở nhà có một cái tuyếp giảm đau, nhưng người ta cũng không biết trong đó có chất gì đâu, người ta chỉ biết rằng là đau xương khớp thì bôi vào thôi. Thì họ cứ bôi cả khớp, sau đó họ không có đỡ, sau đó họ lại ra ngoài quầy thuốc tây, họ lại khai với nhân viên bán thuốc, và người ta sẽ lại kê thêm một cái, tức là người ta sẽ kê thêm một cái thuốc nữa, mà bệnh nhân họ người ta không để ý rằng là hai cái này là một, tức là thuốc giảm đau nó có nhiều cái chế phẩm với nhiều cái dạng sản bao chế khác nhau, và họ đang dùng với cùng một chất nhưng mà lại dùng giữa hai dạng, đó là dạng bôi ở ngoài da
tái khớp và người ta dùng bằng đường uống. Như vậy thì người ta dùng gấp đôi cái liều, đó là mình đang nói tới hai dạng dùng thôi. Đó là một cái vấn đề mà mình cũng rất là khó. Do đó trở lại cái vấn đề lúc này, mình nghĩ rằng là mỗi bệnh nhân thì nó có những cái bệnh lý khác nhau và họ sẽ cần có cái sự tư vấn của một bác sĩ. Bác sĩ đó không cần phải là mình phải tới gặp bác sĩ không phải chuyên ngành cơ xương khớp, phải nổi tiếng, phải giỏi này nọ, mà người ta sẽ có những cái kiến thức để họ có thể tư vấn với mình những cái vấn đề mà mình gặp phải trong quá trình mà mình đang mắc các bệnh lý về cơ xương khớp. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hoàng Thanh Vân với những thông tin rất hữu ích vừa rồi. Quý vị thân mến, tùy vào mức độ và tình trạng sức khỏe của người bệnh, bác sĩ có thể chỉ định điều trị cũng như hướng dẫn tập luyện khác nhau. Hy vọng những chia sẻ hôm nay sẽ là giải pháp hữu hiệu giúp quý vị cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp trong mùa này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Sống Khỏe tiếp theo.